Cô mến chào các con. Hôm nay kênh Tiểu học thật hay sẽ tiếp tục đồng hành cùng các con qua bài 64, trang 140, 141 sách giáo khoa tiếng Việt tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để học tốt nội dung bài học này thì các con cần chuẩn bị sách giáo khoa, bảng con, phấn, bông lau, vở ô ly và bút chì. Cô nghĩ rằng các con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi phải không nè? Bây giờ các con hãy mở sách giáo khoa ra và cùng học với cô nhé. Đầu tiên cô có một bức tranh. Các con hãy quan sát và nói cho cô biết bức tranh vẽ gì. À, quan sát bức tranh, chúng mình nhìn thấy có hai bạn nhỏ đang ngồi đọc sách dưới một gốc cây. Các con hãy nhìn xem. Hai bạn nhỏ đọc sách với nét mặt rất là vui phải không nào? Chắc có lẽ hai bạn rất thích đọc sách đấy. Vì khi đọc sách sẽ giúp chúng ta biết được rất nhiều điều hay đấy các con. Với nội dung bức tranh này, cô có câu như sau. Các con lắng nghe cô đọc. Em yêu sách. Nhờ có sách, em biết nhiều điều hay. Các con hãy đọc lại cùng cô nào. Em yêu sách, nhờ có sách, em biết nhiều điều hay. Các con quan sát, trong tiếng yêu có phần yêu, trong tiếng biết có phần ít, trong tiếng nhiều và tiếng điều đều có phần yêu. Đó là ba phần mới cô sẽ dạy các con hôm nay qua bài 64, phần ít, vần yêu và vần yêu. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con học ba vần mới. Cô giới thiệu đây là vần yết, đây là vần yêu và đây là vần yêu. Yết, yêu, yêu. Vậy ba vần này được đánh vần như thế nào? Để biết được điều đó, cô mời các con hãy lắng nghe nhé. I e tờ yết, I e u yêu, I e u yêu, I e tờ yết, I e u yêu, I e u yêu. Cùng mời các con đọc lại. Bây giờ các con hãy cùng cô luyện đọc trơn lại ba phần mình vừa học. Yết, yêu, yêu. Yết, yêu, yêu. Cùng mời các con đọc lại. Với phần yết, tiếng mới cô giới thiệu với các con hôm nay đó là tiếng biết. Bây giờ các con hãy giúp cô phân tích tiếng biết đi nào. Cô và các con cùng nhau phân tích lại nhé. Trong tiếng biết có âm bờ đứng trước, vần yết đứng sau, dấu sắc trên âm e. Tiếng biết được đánh vần và đọc trơn như sau. Bờ yết biết sắc biết, biết. Bờ yết biết sắc biết, biết. Cô mời các con đọc lại. Bây giờ cô và các con cùng nhau luyện đọc lại vần cũng như là tiếng mới của bài. Các con hãy đọc cùng cô nhé. I e tờ yết, I e u yêu, I e u yêu, yết, yêu, yêu. Bờ yết biết sắc biết, biết. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con cài tiếng biết với bộ thẻ chữ tiếng Việt. Các con chú ý theo dõi. Để cài tiếng biết từ bộ thẻ chữ, cô lấy âm bờ cài trước. Tiếp theo cô lấy âm y cài vào phía sau âm bờ. Kế đến cô lấy âm E cài vào phía sau âm Y.
Rồi cô lại lấy âm tờ cài vào phía sau âm E. Cuối cùng cô cài dấu sắc trên âm E. Cô tạo được tiếng biết. Cô mời các con hãy đọc cùng cô tiếng vừa cài được. Biết. Biết. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc một số tiếng mà những tiếng này có chứa vần yết, vần yêu và vần yêu mà các con vừa học. Đầu tiên, cô có 3 tiếng. Các con hãy quan sát và nói cho cô biết giữa 3 tiếng này có điểm gì giống nhau. À, điểm giống nhau đó chính là đều có vần yết đứng sau. Các con theo dõi cô hướng dẫn đọc. Chờ yết chiếc sắc chiếc chiếc vờ ít viết sắc viết viết vờ ít viết nặng việc việc chờ ít chiếc sắc chiếc chiếc vờ ít viết sắc viết viết vờ ít viết nặng việc việc. Cô mời các con đọc lại. Tiếp theo, cô cũng có 3 tiếng. Các con có nhìn thấy điểm giống nhau giữa 3 tiếng này là gì không nào? À, điểm giống nhau giữa 3 tiếng này là đều có vần yêu đứng sau. Các con theo dõi cô hướng dẫn đọc. Chờ yêu chiêu huyền chiều chiều. Giờ yêu diêu ngã diệu diệu. Ca yêu kiêu hỏi kiểu kiểu. Chờ yêu chiêu huyền chiều chiều. Giờ yêu diêu ngã diệu diệu. Ca yêu kiêu hỏi kiểu kiểu. Cô mời các con đọc lại. Và cuối cùng cô cũng có 3 tiếng. Cô đố các con điểm giống nhau giữa 3 tiếng này là gì? À, điểm giống nhau giữa 3 tiếng này là đều có vần yêu. Các con theo dõi cô hướng dẫn đọc. Y, ê, u, yêu. Yêu. Yêu sắc yếu. Yếu. Yêu hỏi yểu. Yểu. Y, ê, u, yêu. Yêu. Yêu sắc yếu. Yếu. Yêu hỏi yểu yểu. Cô mời các con đọc lại. Bây giờ các con hãy cùng cô luyện đọc trơn lại các tiếng mình vừa học các con nhé. Chiếc viết việc chiều diễu kiểu yêu yếu yểu. Cô mời các con đọc lại. Tiếp theo là phần luyện đọc từ. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc một số từ kết hợp với quan sát tranh và ảnh. Đầu tiên cô có một bức ảnh. Các con hãy nói cho cô biết trong bức ảnh này là vật gì? À, trong bức ảnh là một cái nhiệt kế. Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ đấy các con. Với bức ảnh này cô có từ như sau. Các con theo dõi cô hướng dẫn đọc. Nhờ yết nhiếp nặng nhiệt ca ê kê sắc kế nhiệt kế
Nhờ yết nhiếc nặng nhiệt, ca ê kê sắc kế nhiệt kế. Cô mời các con đọc lại. Và cô có bức ảnh thứ hai. Cô nghĩ rằng các con dễ dàng nhận ra đây là con diều phải không nào? Với bức ảnh này cô có từ như sau. Các con theo dõi cô hướng dẫn đọc. Cờ on con, giờ yêu diêu huyền diều, con diều. Cờ on con, giờ yêu diêu huyền diều, con diều. Cô mời các con đọc lại. Và cuối cùng cô có một bức tranh. Các con hãy quan sát và nói cho cô biết trong bức tranh vẽ gì. À, bức tranh vẽ người mẹ và con trai. Mẹ và con trai đang cùng ngắm nhìn một chiếc xe ô tô đồ chơi. Để giúp các con hiểu hơn về nội dung của bức tranh này, thì cô mời các con lắng nghe cô đọc từ sau nhé. I E U U, chờ yêu chiêu huyền chiều, yêu chiều. I E U U, chờ yêu chiêu huyền chiều, yêu chiều. Cô mời các con đọc lại. Yêu chiều có nghĩa là yêu thương và chiều chuộng. Vậy chúng ta có thể hiểu nội dung bức tranh này là người mẹ rất yêu thương và chiều chuộng con trai của mình đấy các con. Bây giờ cô cùng các con luyện đọc trơn lại các từ mình vừa học các con nhé. Nhiệt kế, con diều, yêu chiều. Nhiệt kế, con diều, yêu chiều. Cô mời các con đọc lại. Bây giờ cô cùng các con hãy đọc lại vần cũng như là tiếng từ của bài học một lần các con nhé. Y e tờ ít, y e u yêu, y e u yêu, ít yêu, yêu bờ ít biết sắc biết biết chiếc viết việc chiều diễu kiểu yêu yếu yểu nhiệt kế con diều yêu chiều. Tiếp theo là phần luyện viết. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ yết, chữ yêu, chữ yêu, chữ nhiệt kế và chữ yêu chiều. Các con chú ý theo dõi. Để viết chữ yết, đầu tiên cô viết con chữ y cao 2 ô ly liền mạch với con chữ e cũng cao 2 ô ly. Rồi cô viết liền mạch sang con chữ tờ cao 3 ô ly. Cô được chữ yết. Để viết chữ yêu, đầu tiên cô cũng viết con chữ y, rồi cô viết liền mạch sang con chữ e. Kết thúc con chữ E, cô viết liền mạch sang con chữ U cao 2 ô ly. Cô được chữ yêu. Để viết chữ yêu, đầu tiên cô viết con chữ Y cao 5 ô ly. Kết thúc con chữ Y, cô viết liền mạch sang con chữ E. Kết thúc con chữ E, cô viết liền mạch sang con chữ U. Cô được chữ yêu. Để viết chữ nhiệt kế, cô viết chữ nhiệt trước, chữ kế sau. Để viết chữ nhiệt, đầu tiên cô viết chữ nhờ.
Kết thúc chữ nhờ, cô viết liền mạch sang chữ y. Kết thúc chữ y, cô viết liền mạch sang chữ e. Rồi cô viết liền mạch sang con chữ tờ. Cuối cùng cô viết dấu nặng dưới con chữ e. Để viết chữ kế, đầu tiên cô viết con chữ K cao 5 moly. Kết thúc con chữ K, cô viết liền mạch sang con chữ E. Cuối cùng cô viết dấu sắc trên đầu con chữ E. Để viết chữ yêu, chiều, đầu tiên cô viết chữ yêu trước rồi chữ chiều sau. Để viết chữ yêu, đầu tiên cô viết con chữ Y. Kết thúc con chữ Y, cô viết liền mạch sang con chữ E. Rồi cô viết liền mạch sang con chữ U. Là cô đã được chữ yêu. Để viết chữ chiều, đầu tiên cô viết chữ chờ. Kết thúc chữ chờ, cô viết liền mạch sang chữ Y. Kết thúc chữ Y, cô viết liền mạch sang chữ E. Rồi cô lại viết liền mạch sang con chữ U. Cuối cùng cô viết dấu huyền trên đầu con chữ E, cô được chữ chiều. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con viết chữ yết, chữ yêu, chữ yêu, chữ nhiệt kế và chữ yêu chiều. Bây giờ các con hãy bấm dừng video lại, lấy bảng con ra luyện viết thật đẹp cho cô những chữ này, rồi cô và các con cùng nhau học tiếp nhé. Cô nghĩ rằng các con đã luyện viết rất đẹp rồi phải không nào? Bây giờ cô và các con cùng nhau luyện đọc tiếp nhé. Đầu tiên cô có một bức tranh, các con hãy quan sát và cho cô biết tranh vẽ gì. À, tranh vẽ cảnh ở bãi biển. Trên bãi biển có nhiều người, có người thì đang tắm biển, có người thì đang chơi xây lâu đài cát, và có người thì lại đang chơi thả diều. Để giúp các con biết được ai đang chơi thả diều và thả diều có những gì thú vị, thì các con hãy lắng nghe cô đọc đoạn văn sau. Bố cho Nam và em chơi thả diều. Bố dạy Nam biết cách vừa chạy vừa kéo căng dây và giật giật để con diều có thể bay cao. Hai anh em thích thú ngắm nhìn những cánh diều sặc sỡ đáng yêu chao liệng trên bầu trời. Với đoạn văn mà cô vừa đọc, các con hãy tìm giúp cô những tiếng nào có chứa vần yết, vần yêu và vần yêu mà các con vừa học. À, quan sát trong đoạn văn thì chúng mình thấy có những tiếng sao? À, mình thấy có tiếng diều là có vần yêu, có tiếng biết là có vần yết, có tiếng yêu là có vần yêu. Bây giờ các con hãy bấm dừng video lại, luyện đọc giúp cô những tiếng mà mình vừa tìm được nhé. Nào bây giờ cô và các con cùng nhau luyện đọc những tiếng này. Giờ yêu diêu huyền diều, diều. Bờ yết biết sắc biết, biết. Giờ yêu diêu huyền diều, diều. Giờ yêu diêu huyền diều, diều. Y e u yêu, yêu. Cô mời các con đọc lại. Và cũng với đoạn văn này, các con hãy đếm xem đoạn văn có bao nhiêu câu. Nào bây giờ cô và các con cùng nhau đếm nhé. Một câu. Hai câu.
Ba câu. Vậy đoạn văn này có tất cả là ba câu đấy các con. Bây giờ các con hãy bấm dừng video lại, luyện đọc giúp cô thật trôi chảy nội dung đoạn văn này. Các con nhớ mình nên đọc trơn. Bạn nào đọc trơn chưa được tốt thì các con có thể đến Vân Thâm rồi đọc trơn thành tiếng các con nhé. Nào, bắt đầu luyện đọc đi nào. Cô nghĩ rằng tất cả các con đã luyện đọc thật tốt nội dung đoạn văn này rồi phải không nào? Bây giờ các con hãy cùng cô đọc trơn lại đoạn văn một lần nhé. Bố cho Nam và em chơi thả diều. Bố dạy Nam biết cách vừa chạy vừa kéo căng dây và giật giật để con diều có thể bay cao. Hai anh em thích thú ngắm nhìn những cánh diều sặc sỡ, đáng yêu chao liệng trên bầu trời. Để giúp các con hiểu nội dung của đoạn văn này, thì các con hãy đọc thầm đoạn văn và nói cho cô biết bố và hai anh em Nam đang làm gì? Bố và hai anh em Nam đang chơi thả diều. Vậy khi thả diều thì bố đã dạy Nam điều gì? Bố đã dạy Nam biết cách vừa chạy vừa kéo căng dây và giật giật để con diều có thể bay cao. Vậy những cánh diều trong bài này được miêu tả như thế nào các con? Những cánh diều ở trong bài rất là sặc sỡ, đáng yêu và đang chao liệng trên bầu trời. Nào, bây giờ cô và các con cùng đọc lại đoạn văn một lần trước khi mình chuyển sang nội dung học tập mới nhé. Bố cho Nam và em chơi thả diều. Bố dạy Nam biết cách vừa chạy vừa kéo căng dây và giật giật để con diều có thể bay cao. Hai anh em thích thú ngắm nhìn những cánh diều sặc sỡ, đáng yêu chao liệng trên bầu trời. Tiếp theo là phần luyện nói. Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau luyện nói về chủ đề thế giới trên bầu trời. Cô có một bức tranh. Bức tranh vẽ những sự vật tự nhiên và những sự vật do con người tạo ra ở trên bầu trời. Vậy bây giờ các con hãy quan sát và nói cho cô biết đâu là những sự vật tự nhiên trên bầu trời. Các sự vật tự nhiên trên bầu trời gồm có mặt trăng, các vì sao, cánh chim, mặt trời và những đám mây. Vậy đâu là những sự vật do con người tạo ra trên bầu trời? Ở trong tranh thì chúng mình nhìn thấy có máy bay và có cánh diều là những sự vật do con người tạo ra. Vậy theo các con, giữa máy bay, cánh diều và cánh chim thì có điểm gì giống và khác nhau? Điểm giống nhau giữa ba vật này là đều có thể bay được trên bầu trời. Còn điểm khác nhau đó chính là chim thì có thể tự bay được, còn máy bay và cánh diều thì cần phải có sự hỗ trợ của con người. Vậy các con hãy suy nghĩ tiếp xem giữa mặt trăng, các vì sao và mặt trời có điểm gì giống và khác nhau? Điểm giống nhau giữa mặt trăng, các vì sao và mặt trời là đều có thể tỏa sáng được. Còn điểm khác nhau đó là mặt trăng và các vì sao thì tỏa sáng vào ban đêm, còn mặt trời thì tỏa sáng vào ban ngày. Vừa rồi cô và các con cùng nhau trao đổi về những sự vật tự nhiên và những sự vật do con người tạo ra trên bầu trời, là chúng mình đang cùng nhau trò chuyện về thế giới trên bầu trời đấy các con. Và phần trò chuyện này cũng đã khép lại nội dung bài học của chúng ta hôm nay rồi. Sau bài học này, các con cần siêng năng luyện viết, luyện đọc để các con học tập được tiến bộ hơn.
Đồng thời các con cũng cần kể cho người thân và bạn bè nghe về những gì các con biết được về thế giới trên bầu trời các con nhé. Và bây giờ cô mến chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con vào giờ học sau.